Ở đây nè. Đây chú. Rồi, chú đợi con cái thùng kia. Rồi, rồi, rồi. Đó, đó, đó. Được. Trời ơi, để cái này vô. Rồi, để chú đợi nè. Rồi, xong hai thùng ha. Ủa Lêu. Dạ. Mày chưa đi làm hả? Vậy hả? Khiên hàng chơi vơi vậy đó. Ở nhà phụ buôn bán như đàn bà vậy. Chú. Chú dừng cười đi. Mặt chú nghiêm túc đi. Nhìn thẳng vô mặt con. Cái gì vậy? Mặt bên này tối lắm á. Vậy hả? U ám. Rồi. Ra đường cẩn thận á. Sắp có chuyện rồi đó. Mày nói vậy thì ghê quá. Ê, mà tao công nhận nha. Cái lần trước á, mày bấm quẻ là tao đúng ghê á. Tao đi hát karaoke có chút xíu à. Mà tao bị đánh ghen muốn chết luôn á. Là mới muốn chết thôi rồi. Lần này không muốn cũng chết. Ghê vậy? Xe tải mà. Tôi sao sống nổi? Ừ, đúng vậy chứ bà, ghê quá. Nếu mà tình hình nghiêm trọng vậy đó, con tìm cách con cứu giải cho chú đi. Tôi có cách gì mày? Không được gì ơi. Mấy cái vụ này thiên cơ bất khả lộ này. Mình mà lộ cho khách hàng biết nhiều quá là cái nạn của khách hàng mình gánh. Cho nên mình phải né chứ. Thôi ráng chịu đựng thôi chú. Thôi mà đó bao nhiêu tiền vậy? Dạ 800. Giữ mày. Xăng mới lên. Đổ thừa xăng mới lên nữa. Đọc báo đi. Mệt thì quá đây nè. Đó đủ 800 đó nha. Dạ. Tiền thì đủ á. Nhưng mà tai nạn không né được đâu nghe. Nói gì nói nha. Nó có người dựa đó. Nó coi trúng lắm đó nha. Nhưng mà chỉ có mình nói là nó coi không được thôi. Lại giờ thất nghiệp vẫn ế đó. Tôi về nha. Cẩn thận nha, xe tải dữ lắm đó. Bà nữa, mệt ghê vậy. Liều, chú liều. Dạ. Đừng quên tiền của tôi, tiền. Cái gì? À, Biêu. Còn kẹt 400 trong tay Biêu. Còn 400 nữa. Thôi, ủng hộ cho nhóm 3L tụi con đi. Ủng hộ gì? Coi như là phước đi. Làm phước cái gì mà làm phước, trời đất quỷ thần ơi. Mày biết không? 800 ngàn, tao lời giỏi lắm chừng 42 ngàn à. Mà mày lấy cả vốn lẫn lời của tao sao được? Thôi làm phước rồi. Phước cái gì mà phước, mày nghĩ sao vậy mà phước? Trời ơi, sống như mày, sống như dế dai vậy. Ai gì là phạt.